Cô anh chị thì Trang sẽ chia sẻ về phần công thức để ngày mai cô anh chị có thể thực hành nha. Cô anh chị thực hành phần công thức này, công thức sẽ được gửi ở trên kênh Telegram, cho nên cô bác anh chị không cần phải lo là mình không có cái phần công thức này nha. Rồi, khi cô bác anh chị chuẩn bị thực hành thì nhìn vào thời gian dùm thời trang nè. 13 đến 18 tuổi sẽ là 3 phút 30 giây và trên 18 tuổi là 5 phút 30 giây nha. Bấm thời gian 5 phút 30 giây, cô bác anh chị sẽ bắt đầu thực hành từ bước 1 đến bước 4 một chiều thôi, mình không có quay ngược lại nha, không phải là đến bước 4 xong mình quay lại bước 1 đâu. Cái này thì Trang nhắc trước. Và những cái phần của anh chị cần để ý, thứ nhất là chữ TTTTNL, trung tâm tiếp thu năng lượng nha, là phần phía sau gáy của mình nè. Rồi, của anh chị sẽ đọc nhẩm ở trong đầu thôi, đọc thầm á, là nhận NLG chống đồng băng tần lớp 1 kích hoạt tế bào não. Mình vừa đọc mình vừa hình dung ha, năng lượng ở đây. Bước 2, cô anh chị sẽ hình dung nhận năng lượng vào não bộ 3 lần, và mỗi lần nhận và hình dung như vậy sẽ kéo dài từ 3 đến 5 giây một lần. Cô bác anh chị đọc nhẩm ha. Nhận lần 1 là vừa đọc vừa hình dung ha. Nhận lần 2. Nhận lần 3. Khi cô bác anh chị tập nó sẽ chậm hơn, còn cái này thì Trang sẽ hướng dẫn á, cho nên đọc sẽ nhanh hơn một chút. Và ở bước 3, cô bác anh chị sẽ hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng là ở đây ạ. Sẽ gửi 3 lần, và mỗi lần gửi và hình dung như vậy cũng kéo dài từ 3 đến 5 giây một lần. Vừa đọc và vừa hình dung nha. Gửi lần 1, gửi lần 2, gửi lần 3 là xong đến bước 3. Và đến bước 4, của bác anh chị chỉ cần hỗ trợ năng lượng vào trung tâm tiếp thu năng lượng, mình chỉ tập trung ở đây thôi, rồi xong sau đó năng lượng có thể tự lan tỏa. Có người sẽ lan tỏa đến tay, lan tỏa đến cột sống, lan tỏa đến toàn cơ thể thì cũng không sao hết. Các bác chị chỉ cần để cái suy nghĩ của mình ở tại trung tâm tiếp thu năng lượng và năng lượng sẽ tự lan tỏa. Và đến khi chuông báo chấm dứt 5 phút 30 giây là chúng ta kết thúc. Và ở đây có phần lưu ý là khi thực hành, các bác chị cần mở mắt và giữ mình ở trạng thái tỉnh thức để điều phối năng lượng. Nhớ giúp thùy Trang nha. Khi thực hành công thức năng lượng gốc cần phải mở mắt và giữ mình trong trạng thái tỉnh thức. Chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu. Vì Trang cho chú thời gian nhé. Chúng ta bắt đầu. Đọc nhẩm nhận NLG chống đồng băng tần lớp 1 kích hoạt tế bào não. Bước 2, hình dung nhận năng lượng vào não bộ 3 lần. Đọc nhẩm nhận lần 1, nhận lần 2, nhận lần 3. Bước 3, hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng 3 lần. Đọc nhẩm gửi lần 1, gửi lần 2, gửi lần 3. Bước 4, không cần đọc nhẩm, chỉ cần tiếp tục hình dung tập trung hỗ trợ năng lượng vào trung tâm tiếp thu năng lượng để sự ấm áp của năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chuông báo chấm dứt.
Dạ hết giờ. Chú mở mic giùm con nha.